Các bạn đang nghe podcast báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh được phát trên phunuonline.com.vn, Spotify, Apple Podcast và Google Podcast. Chiếc quạt mo cao của ngoại. Ký ức tuổi thơ của tôi bên ngoại có rất nhiều kỷ niệm khó quên. Có những hôm mẹ đi vắng, ngoại phải một tay chăm nom anh em tôi. Và trong ký ức ngày ấy, không thể nào quên hình ảnh chiếc quạt làm từ mo cao được ngoại quạt mát trong những buổi trưa oi nồng. Ngày đó, quạt điện là thứ gì đó rất xa xỉ với những nhà không có điều kiện. Quạt mo cao trở thành vật dụng quen thuộc của mọi nhà. Chiếc quạt mo cao rất dễ kiếm trong vườn nhà, từ những hàng cao xanh mướt trồng ven hàng rào, rồi theo làn gió thổi, tàu cao khô sẽ rơi xuống đất. Ngoại nhặt nhạnh, mang vào, để dành rồi bắt đầu quy trình cắt và phơi. Để tàu cao mềm dẻo, dễ cắt, ngoại ngâm tàu cao vào thau nước, đặt viên đá hay cối đá đè lên. Qua hôm sau, tàu cao được mang ra để ráo. Ngoại dùng kéo để cắt và tạo hình cái quạt, rồi tiếp tục mang phơi nắng để cho quạt thật khô. Vài ngày sau, những chiếc quạt mo cao xinh xắn, muôn hình vạn trạng đã xuất hiện trong nhà. Quạt của ngoại khá to, quạt của anh hai thì bè bè, quạt của em nhỏ thì vừa tầm tay. Cầm quạt trên tay mà mấy anh em cứ hí ha hí hửng, quạt lia lịa. Quạt được vài cái, bắt đầu mỏi nhừ cả tay, rồi để quạt sang một bên và chơi trò khác. Những hôm ngoại đi chợ xa, mấy anh em ở nhà tự trông chừng nhau. Chúng tôi lại mang quạt mo cao của mình ra để nghịch, lấy quạt làm vợt để chơi cầu lông hay đánh bóng bàn. Quạt mo cao vốn nhẹ, dùng để vụt cầu thì sướng tay. Tiếng cầu va vào mặt quạt nghe đồm đốp thật đã tai. Chúng tôi thay phiên nhau chơi mà không thấy chán. Mỗi khi nhà cúp điện hay những buổi trưa hè nằm dưới mái hiên, ngoại lại dùng đôi tay chai sần và gầy nhom của mình để quạt mát cho mấy anh em tôi ngủ trưa. Một tay ngoại xoa xoa vào lưng, tay kia ngoại quạt phe phẩy đưa các cháu vào giấc ngủ. Hết hè, ngoại lại tặng mỗi đứa một cái quạt mo cao để nhét vào cặp, mang lên trường khoe với lũ bạn, và cũng để quạt mát mỗi khi trời nóng bức. Cầm quạt trên tay phe phẩy mà mỗi đứa trẻ như một thằng bờm bước ra từ miền cổ tích xa xưa. Thời gian lặng lẽ trôi, hàng cao ngoài bờ rào cũng vươn cao hơn. Mỗi khi có dịp về thăm ngoại, như một thói quen, chúng tôi lại ngước mắt nhìn lên hàng cao xanh, tìm xem có tàu cao nào lủng lẳng sắp rụng xuống hay không. Chúng tôi nhặt nhạnh tự mình làm chiếc quạt mo cao như hồi còn thơ bé, không phải để quạt cho mát mình mà quạt cho ngoại, quạt mát cả một khung trời tuổi thơ.